Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Nhất Vlog. Vâng thưa các bạn, thì hôm nay là Nhất Vlog được may mắn một vị khách ở Hà Nội đã tin tưởng và coi như là ủng hộ về Nhất Vlog. Thì hôm nay là khách có yêu cầu là review dòng máy này lên. Đây là dòng máy Dell Precision và đây là phiên bản là 5520. Thì đối với một cái máy mà chúng ta nhìn thấy là máy có trọng lượng là khá là nhẹ, khoảng chừng là 1,9 kg đó, và máy là coi như là ở đây các bạn nhìn thấy nè, hợp kim Yonoma nguyên khối màu trắng nha, trước và là sau trên đây. Với là máy là bên trong có về như là vân carbon với là màn hình gần như là tràn viền trên đây. Dòng máy xử lý về đồ họa ha. Đây thưa các bạn, thì hiện tại là khách yêu cầu là review dòng máy này lên và cũng như là test máy này để gửi về cho khách. Thì trước mắt thì mình cũng review về ngoại hình cũng giống như là hình dáng đó trên đây, mời anh em chúng ta sẽ cùng xem. Thì đây là dòng Dell Precision 5520 với một cái logo màu đen, ngoài là màu trắng đó, hình dáng của máy đây. Rồi ở đây chúng ta nhìn thấy là về bên đằng sau, là có chữ là Precision 5520 trên đây ha, Precision 5520, và nó sẽ có hai dãy cao su hai bên. Thì cái dãy cao su này khi chúng ta đặt máy vậy nè, các bạn nhìn thấy là chống chân trượt về máy. Thì để mà chúng ta máy để cho mát được và chạy ổn định thì lúc đó các bạn nhìn thấy có một cái lớp gờ này nè, nó sẽ có là hở lên một chút xíu và nhiệt là nó sẽ hút từ bên dưới và thổi qua bên hông đằng sau, phía sau cho tiện. Thì ở đây các bạn thêm một cái nữa là về như là các cổng kết nối. Cổng kết nối thì của dòng Precision 5520 chúng ta nhìn thấy là vị trí đây nè, là vị trí về như là chống cầm lộn về máy tính nè đó, hay gọi là vị trí khóa máy tính nè. Bây giờ chúng ta khóa ở đây lại là máy mình không bị cầm lộn ha. Rồi tiếp theo nữa, đây là vị trí về pin. Pin thì nếu như pin có bền hay không, có đầy được, có sạc pin đầy hay chưa, thì nó có 1, 2, 3, 4, 5 mức pin. Thì 5 mức pin đồng nghĩa là pin của mình là sạc đã đầy lên đó. Tỷ lệ coi như là nếu như mà pin cứ mực sáng là càng thấp là pin mình càng ít rồi ha. Thì đây là phần vỏ pin, bao nhiêu phần trăm của máy. USB 3.0, đây là một trong những chủng USB gọi là chạy tốc độ đọc cũng khá là tốt trên đây ha, gấp 10 lần so với chuẩn 2.0. đây là vị trí về thẻ SD. Thẻ SD này dành cho những ai mà chúng ta làm về hình ảnh cũng giống như là về phim, và thông qua thẻ nhớ chúng ta chép dữ liệu từ thẻ SD đưa vào máy, đưa vào cứng sẽ lẹ hơn rất là nhiều. Rồi qua bên hông đây thì thưa các bạn nhìn thấy trên đây nó sẽ có những cái cổng kết nối như sau nè. Thì đây vị trí, đây là vị trí về sạc. Sạc đây là sạc đầu kim nhỏ đó, và sạc này là 130W. Đây là vị trí về USB 3.0. đây là HDMI xuất ra được 4K nha các bạn. Và đây là vị trí về USB-C hay gọi là USB 3.1, có thể xuất ra được là những cái cổng chuẩn. Ví dụ như là điện thoại đây, mình đang xài điện thoại là Note 10 nè, các bạn nhìn thấy nè. Đây, dưới ở đây mình dùng là USB-C nè. Đó, thì lúc này có thể sạc pin được luôn nè, truyền tải dữ liệu nè. Đó, đây là USB 3.1 ha. Hoặc là chúng ta chuyển từ USB-C này ra máy chiếu, xuất ra được màn hình lên tới 4K. Hoặc là chuyển qua được USB-A, hoặc là HDMI, hoặc là mic jack 3.5. Đó. Rồi thêm đây nữa là vị trí về jack 3.5 trên đây ha. Đó. Rồi về ngoại hình như thế này, bây giờ mình sẽ review bên trong để mời anh em chúng ta sẽ cùng xem dòng máy này sẽ như thế nào đó. Thì đây là những cái về như là mình muốn review và mở lên minh bạch trên đây, mời chúng ta sẽ cùng xem. Rồi đây là bây giờ mình sẽ tháo ra nè, mời anh em chúng ta sẽ cùng xem. Thì đối với dòng máy này chúng ta tháo tới là 10 con ốc, 1 con nè, 2 con nè, 10 ngóc sau nha, và dưới đây có 2 ngóc nữa, 3 con nè, 4 nè. Các bạn lưu ý nha, vì khi ốc mà ốc lục giác thì các bạn lựa chọn những ốc nào nó phải vừa cái độ rơi nè, nó ít thôi, hoặc là vừa tới. Đừng lựa chọn, một số bạn là có thể lựa chọn cái ốc lục giác á, nhiều lúc nó có thể nhỏ hơn hoặc to hơn, gắn vào có thể là bị tung ren hết các bạn. Các bạn sẽ lưu ý giúp mình nha. Đó, bây giờ chúng ta tháo rồi ra. Đó. Rồi, bây giờ trên đây là chúng ta tháo hai ngón đây nè, trên đây nữa ha. là coi như ra được cái gì đây về phía bên trong của máy. Thì bên trong của máy thì mời chúng ta sẽ cùng xem về bên trong. Thưa các bạn, đây là pin là 97W, pin là coi như là lớn nhất hiện nay so với dòng máy này. Rồi, và cái thứ hai nữa là về RAM. RAM đây là RAM mà mình đang gắn vô là RAM 16GB, 16GB là 32GB. Và đối với về ổ cứng là ổ cứng NVMe 256GB. Đó. Trên đây ha. Và toàn bộ máy đây là máy nguyên zin, hai giữa hai fan trên đây. Đó. Đây là hợp kim Yonoma trên đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ ráp lại nè. Đó. Để mời chúng ta sẽ cùng xem trên đây. Thì khi mà thực sự với dòng máy này thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta chỉ việc quạt ốc vào thôi. Đó. Các bạn sẽ lưu ý giúp mình là hai vị trí về hai ốc ngay dọc bên bản lề. Nếu như chúng ta chưa đậy nắp lại mà chúng ta mở lên sẽ dẫn đến là gãy bản lề nha các bạn. Đó. Rồi, đây là mình sẽ vặn vào. Mời anh em chúng ta sẽ cùng xem. Đây ha. Đây là dòng Dell Precision và 5520. Một trong những dòng máy chạm mà được coi là bền bỉ, chắc chắn và xử lý về đồ họa tương đối. Đó. Thì đối với chúng ta nhìn thấy trên đây dòng máy này nè, thì với màn hình là Full HD với tấm nền IPS. Và với cấu hình của máy này mình cũng review lên, mời chúng ta xem, mời cả nhà chúng ta xem ha. Đây. Thưa các bạn, về bên trong nè của máy nè, máy là được có thiết kế là vân carbon ha. Và coi như là máy rất là đẹp với bàn phím LED nè. Đó, cho phép chúng ta làm việc về ban đêm. Túi bếp này cũng khá là to. Đó. Và với màn hình là màn hình Full HD với tấm nền IPS. Đây các bạn sẽ nhìn thấy trên đây là cấu hình đây. Cấu hình của dòng máy nè. Đây là dòng Dell Precision và đây là phiên bản là 5520 i7 ha. Đó. 6820 RAM là đang hiện tại đang là 32GB RAM. 32GB RAM nha. Với card màn hình là Quadro M1200. Đối card màn hình này đang là 4GB. Xe 16GB tổng cộng lên tới là 20GB. Thì đây là khách yêu cầu lấy dòng máy này là và test cho mà kiểm tra chức năng để khách xem. Thì hôm nay là Nhất Vlog cũng mở lên và cũng là review và test cho khách xem. Thì đầu tiên là mình sẽ test về gì đây? Test về keyboard. Đó, keyboard đây. Đó, về bàn phím. Bàn phím mọi chức năng trên đây ha. Thì khi các bạn nhìn thấy trên đây nè, mình sẽ test được trên đây nè. Đó, từ 1 nè. Đó, 0 nè, quy nè. Đó. Tốt nha. Đây là coi như là không có phím nào mà coi như là bị lệch hay bị lỗi làm trên đây. Phím bay nè, Alt nè, Windows nè. Đó, Control nè. Thấy chưa? Đó, chuột trái, chuột phải nè. Rồi F1 nè, F2 nè, F3 nè, F4 nè, F5 nè, F6, F7, F8, F9, 10 nè, 11 nè, F7 nè. Đó, trên đây ha. Escape nè. Rồi F12 nữa nè. Đó. Thì coi như là toàn bộ về bàn phím là khá là tốt. Bàn phím là không có bàn phím số nha. Rồi, thứ hai nữa là mình sẽ test về gì đây? Mình sẽ kiểm tra về như là test về camera. Đó. Camera. Mình sẽ test tiếp theo là test về mic. Thì mong rằng khi là anh sẽ nhận được một vị khách đã tin tưởng và là ủng hộ bên Nhất Vlog. Thì anh ở ngoài thủ đô Hà Nội là các bạn. Đây, kiểm tra camera nha. Mic nè. Đây cho phép truy cập camera nè. Đó, open nè. Đây, đây là Nhất Vlog rồi các bạn. Thấy chưa? Thì trên đây là Nhất Vlog nè. Đó. Thì một lần nữa là Nhất Vlog cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ cho Nhất Vlog trong suốt thời gian qua ha. Rồi, micro. Alo, alo, alo. Mic tốt ha. Alo, 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 alo. Đó. Bây giờ mình thử là ghi âm online luôn nè. Ghi âm online ha. các bạn đánh vô là trên mạng là ghi âm và online thì lúc nó sẽ có về ghi âm trực tuyến nè đó, chứ mà cho phép trên mic nè. Alo, lô 1234124. Rồi ở đây chúng ta sẽ dừng này nè rồi mở lại nè. Alo, lô 1234124. Đó, khá là tốt nha các bạn. À, đây là một vị khách là anh Tuấn ở là Sóc Sơn và là Hà Nội ha, trên đây. Và anh có gửi chuyển cọc trên đây là gửi về cho anh. Đó, thì mong rằng đây là clip là mình gửi trực tiếp quay và mang đến chân thành coi như là thực tế nhất để gửi về cho anh ha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra về bàn phím. Đây, USB đây các bạn. Thì đầu tiên là mình sẽ mở lên nè. Đây là một cổng USB sẽ nhận được nè. Đây ha. Bây giờ mình sẽ gắn thêm một cổng USB khác nè. Là cổng thứ hai trên đây ha. Đó, hai cổng USB. Đó, USB 3.0 ha. Đây là cổng USB 3.1 hay gọi là USB-C. Thêm một cổng nữa nè. Đó, 1 2 3 nè, 3 cổng USB. Về cái dòng máy này thì tối đa được là 3 cổng thôi. Đó. Đó. Thì lý do là mỏng, đẹp. Rồi, tiếp theo nữa, ở đây các bạn nhìn thấy về như là cấu hình. Cấu hình của màn hình là màn hình ở đây là chúng ta xem về cái độ phân giải màn hình ha. Đây đang là Full HD với tấm nền DPS. Và đối với màn hình này thì các bạn sẽ nhìn thấy trên đây nè. Màn hình Full HD ha. Rất là đẹp. Đó. Và độ phân giải màn hình đang là 1920 x 1080. Màn này có nền DPS nha. Các bạn sẽ lưu ý. Và hiện tại nữa là mình sẽ kiểm tra về như là màn hình. Mời anh em chúng ta sẽ cùng xem trên đây. Thưa các bạn. Đây. Mình sẽ có phần test màn hình nè. Webcam là chúng ta đã test rồi. Đây LCD. Đây mình cũng test màn hình nè. Bên này là màu trắng nè. Màu trắng hết là ok, màu đen hết là tốt nè. Mà nó ra một màu khác đi. Các bạn muốn mở qua một cái màu khác thì nó phải đưa ra đỏ là đỏ hết. Chứ không phải đây đỏ đây xanh là không được. Thấy chưa? Đó. Đó. Đây là màu xanh lá hết nè. Rồi, xanh dương nè. Vàng nè. Đó. Đây là chữ ký của mình nha. Rồi. Đó là màn hình khá là tốt. Ok hết. Bây giờ ở đây mình cũng test về pin. Mời chúng ta sẽ cùng xem. Trên này ha. Battery 3. Battery 3 này. Đó. Ui, vì ta là máy. Thì trong quá trình mà chúng ta test pin thì nó bật lên và khởi động lại máy. Mời các bạn sẽ xem ha. Đó. Sẵn tiện là mình sẽ chờ mời chúng ta xem. Và ngoại hình của máy lại lần nữa. Thấy chưa? Ở ngoài là màu trắng, ở trong là màu đen, vân carbon trên đây. Đó. Các cổng kết nối thì nó sẽ có về như là 3 cổng USB, 2 cổng 3.0, 1 cổng 3.1, HDMI xuất ra được 4K, vị trí về sạc trên đây ha. Và thực tại về màn hình. Đó. Và khi mà chúng ta cài lên pin đây, các bạn sẽ test. Pin đây là mình đang xài là sử dụng là pin là 97W nè. Các bạn thấy không? Pin 97W nè. Đó. Và pin này đang là độ chai 0% luôn, pin khá là tốt. Trên này ha. Rồi, clip ở đây là cũng là review sơ bộ về dòng máy như thế này. Thì mong rằng đây là mình gửi cho một vị khách anh Tuấn ở Sóc Sơn và Hà Nội. Đó. Thì mong rằng đây là clip anh sẽ nhận trong thời gian sớm nhất. Khoảng 2 ngày. Thì anh có thể nhìn trên đây quá trình mình review như thế này. Và lúc này mình sẽ dán tem trên đây. Thì anh có thể là nhìn thấy đúng cái tem và là đúng chữ ký là chắc chắn là bây giờ là máy này là mình đang review ha. Đây, hôm nay là ngày 24. Đó. Đó, đây là chữ ký của Nhất Vlog. Thì khi nhận được anh sẽ nhìn thấy đúng chữ ký như thế này ha. Rồi, clip ở đây là mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo ạ. À. Thì mọi thông tin chúng ta có thể liên hệ là 159 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 Gò Vấp ạ. À. Đây địa chỉ của Nhất Vlog nè. Đó. Hoặc là 101 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 Gò Vấp. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo.